Đi khỏi đây. Thôi. Sợ lắm. Sợ gì? Em đã bảo là nhớ là phải 1 mét đấy nhá. Ừ. Dạ, con chào bố ạ. Ừ, con gái rượu của bố về rồi đấy hả? Vâng ạ. Này, hôm nay con về muộn 2 phút đấy nhá. Thưa bố, con có chuyện muốn nói với bố ạ. Thôi thế, có cái việc gì mà quan trọng thế? Thưa bố, đây là anh Tuấn ạ. À. Sau một thời gian dài chúng con tìm hiểu với nhau, con dẫn anh Tuấn về ra mắt với bố ạ. Hả? Hả? À, con chào bố ạ. Cháu chào bác ạ. Bố con gì vậy? Tôi để anh ra ngày nào mà bố mới trả con. Cháu nhỡ lời ạ. Hoa. Dạ. Vào lấy cho bố 2 cốc nước lọc. Dạ vâng. Ngồi đây. Ngồi xuống. Dạ. Bác. À, dạ. Bác là con hề hề. Này. Dạ. Anh có biết trước mặt anh là ai không? Dạ. Bác là bố em Hoa. Ừ. Trước mặt anh là Đấng Thái Sơn đấy. Ừ. Đấng Thái Sơn. Trưởng khu phố nổi tiếng 10 năm liền. Anh hiểu chưa? Oách thế ạ. Chào oách thì sao? Anh có biết anh đang ngồi trong một cái gia đình 20 năm liền giật cờ văn hóa của phường. Hạnh tôi nói cho anh biết đấy. Dạ. Con Hoa nhà tôi ấy, là nó sống trong một cái gia đình gia giáo này. Dạ. Anh thấy nó có xinh không? Dạ xinh ạ. Nó có thùy mị không? Dạ thùy mị bác ạ. Nết nào? Nết nào quá ạ. Thưa bác, chính vì thế cho nên là hôm nay cháu đến đây như em Hoa vừa nói ạ. Đấy. Cháu muốn xin hai bác cho phép chúng cháu được yêu nhau và để... Hả? Dạ. Anh tưởng dễ dãi lắm à? Dạ. Cái gì nó phải có đầu có đũa chứ? Dạ, thưa bác. Thì anh cứ nghĩ là một phát là từ mặt đất là lên tới cung trăng luôn ạ. Dạ không, ý cháu phải thế. Tôi nói cho anh biết nhé. Có những cậu đẹp trai hơn anh nhiều. Khôi ngô tuấn tú hơn anh nhiều. Không phải là có cái nước da mái mái như anh đâu. Đến tán tỉnh con gái nhà tôi trồng cây si từ 6 giờ chiều đến 12 giữa đêm mà con tôi nó không thèm tiếp nhá. Chứ anh nó là dạ cái vâng. Gì? Dạ thưa bác, cháu biết thế ạ. Cho nên là hôm nay cháu muốn đến đây để có lời với hai bác ạ. Thật ra cháu biết đây là chỉ những lời về có vấn đề thủ tục thôi. Hả? Dạ. Cái chuyện trăm năm của con gái tôi, anh bảo là chỉ là vấn đề thủ tục là thế nào? Hả? Dạ, thật ra đây không phải là những lời của cháu ạ, mà là của người khác nói cháu truyền đạt lại thôi ạ. Ai nói? Hoa! Ra đây bố xem. Nào, anh nói đi. Ai nói? Dạ, bác sĩ nói ạ. Bác sĩ bảo sao? Dạ, bác sĩ bảo là chúc mừng con. Con Tậu Châu được cả nghé ạ. Mới đi thôi ạ. Ôi giời ơi, con ơi. Sao mày để bố làm ông ngoại sớm đi hả con? Này, làm sao đấy? Làm sao? Giờ này mà anh vẫn còn ung dung vào quán cà phê để uống cà phê à? Mày bị dở hơi à? Thì uống cà phê thì chả vào quán cà phê thì ra quán trà đá à? Trời ơi! Nhưng mà làm sao mà tí lại khóc lóc thế? Làm sao gì? Ngày xưa nó còn sống thì còn cọc, còn bờ. Bây giờ nó chết thì em mới sờ vào ai? Ai chết? Thằng Nam hả? Nó chuẩn bị đi gặp Diêm Vương rồi. Sao thằng Nam lại gặp Diêm Vương là thế nào? Mày nói tao không hiểu. Ung thư à? Giai đoạn cuối. Thằng Nam bị ung thư á? Vâng. Làm sao mày biết? Vợ nó gọi điện cho em bảo là nó sắp đi xa. Ôi, nhưng mà tuần trước tao vừa uống bia với nó cơ mà. Bây giờ tuần này mà. Thế bây giờ nó đang nằm ở viện nào? Bây giờ ấy, nó đang nằm ở viện. Viện nào nhỉ?
Sao mày hỏi tao? Em xin lỗi. Để em gọi điện. Gọi ngay hỏi xem nó đâu. Cuộc đời em là ngại nhất gọi điện cho vợ bạn. Gọi đi. Rồi, gọi. Alo. Sao? Ê, vào đây. Bệnh viện trả về nhà rồi. À. Có việc thế, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoài, bà con cuối phố không đến giúp bà. Dạ, báo cáo hai anh à, nhà em trước khi đi có để lại di chúc là nhà em muốn ra đi một cách êm mái, nhẹ nhàng, thanh thản. Cửa rộng mày không ở, mày bỏ vợ bỏ con đẹp đi à Nam ơi. Dạ anh ơi, đầu nhà em ở trên này à. Ôi Nam ơi, tôi xin lỗi ông. Thôi. Cái vụ karaoke là do tôi rủ ông vào ăn vào uống, vào hát vào hò, xong tôi chuồn đi về trước để ông trả tiền. Nam ơi, tôi xin thú thật với ông, cái vụ mà rủ ông đi massage là tôi cố tình lừa ông để vợ ông đuổi ông ra khỏi nhà. Tôi xin lỗi ông. Này, thế cái vụ massage là ông bẫy ông ấy à? Chính ông xúi tôi. Sao ông đẻo ấy nhỉ? Ông mới là đồ. Ông gọi là đẻo. Cái loại ông mới là đồ đẻo. Ông là cái thằng khốn. Ông đều đẻo. Bông mè. Lại ông. Lại ông. À. Hội gì nữa không? Dạ. Hết rồi hả? Chưa hết. Cái vụ với sếp ý là lỗi cái vụ với sếp ý là lỗi tại tôi xì đèo ông để cho sếp đình chỉ ông một tháng. Lại ông. Tôi xin thêm với ông là cái vụ mà bỏ phiếu tín nhiệm cho ông ý, là chính tôi xúi anh em là không bỏ phiếu cho ông, vì tôi sợ là nếu ông lên làm sếp thì tôi không được đi muộn về sớm. Tôi xin ông. Ôi. Em ghi ông chưa? Em ghi ông rồi. Thằng đâu đây? Chết nhá. Cháy nhà mới ra mặt chuột thai ông nhá. Để xem quả này thì xếp kỷ luật ai. Hóa ra là chỉ là đùa thôi. Quá đẹp. Đúng là bình cổ có khác. Đáng đồng tiền bát gạo thật. Bát. Ôi trời ơi. Bác có đôi cái bình cổ đẹp quá. Em nhìn sơ qua nhá, là em biết ngay cái bình cổ này thuộc diện thập cổ lai hy, rất là quý giá. Thế chú cũng là dân chơi đồ cổ à? Vâng, em cũng mới bập bẹ chơi thôi. Thế nhưng mà em biết giá trị của cái đôi bình này. Dạ, em cũng bày tỏ nguyện vọng của mình luôn ạ. Dạ, em muốn mua một chiếc bình cổ này ạ. Tại vì em ý thì không hợp với số 2, em ý chỉ hợp với số 1 thôi. Cho nên là em sẽ mua một chiếc bình cổ này của bác được không ạ? Thôi, không được. Sao lại không được ạ? Cặp này anh đầu tư mãi đấy, 8 triệu đồng. Mới lại là cặp bình này nó phải đi có đôi, chứ làm sao bán lẻ được. Thôi được rồi, em sẽ mua một cái bình này của bác với giá 10 triệu. 10 triệu? Vâng. Mà chỉ một cái thôi? Một cái thôi. Ok luôn. Ok luôn. À, được rồi.
À, để em lấy tiền đưa cho bác. À. Mà ở đây thì em có mỗi 2 triệu thôi. Cho nên là bác cầm trước làm tin. Tí nữa em ra kia, em rút tiền ở cây ATM rồi em sẽ đưa cho bác. Em lấy cái bình ạ. Cũng được, cũng được. Được. Bán cho em nhá. Bán á? Vâng. Ui không được, không được, không được. Bình này anh sưu tầm mãi mới được. Thôi không, không bán được đâu. Thôi em cả. Bác cũng thông cảm, bác bán cho em thích lắm em mới vào hỏi không, bác. Không, không được. Nói thật với chú là anh nếu mà bán thì anh bán một chiếc thôi. Đấy, không được. Mệnh của em nó hợp với số 2 nó lại không hợp với số 1. Mà bác biết rồi đấy, dân chơi đồ cổ lại phải chơi theo mệnh. Thôi. Bán cho em. Thôi thôi thôi, nói thật là anh không thể bán được cái đôi bình này. Nếu mà chú thích là anh chỉ để lại một chiếc thôi. Thôi chứ còn, bác thông cảm. Hai cái thì khó quá nhá. Khó ấy ạ? Ừ. À, khó thì thế này. 25 triệu một cặp. Hết khó chưa? Hết khó luôn. Hết luôn nhỉ? Thế bác bán cho em nhá. Ừ, đồng ý luôn. Bây giờ như này, em không mang theo tiền. Em chạy ra ngân hàng em rút cái vào đây em mua luôn. Nhá, bác nhớ nhá. Vâng, vâng. Thế em đi luôn. Này, nhưng mà dạ. Thế thì chú cũng phải để lại ít tiền đặt cọc cho anh ấy để anh còn tin chứ. À, tiền đặt cọc cái gì? Đó, anh em chơi đồ cổ hiểu nhau quá. Vâng. Em mạnh em là hợp với số 2. Em đặt cọc bác hẳn 2 lít. Thế cũng được. Không được, không được. Chú đi nhanh nhá. Không được bán cho ai đâu đấy. Rồi rồi, anh chờ. Vâng, em đi đây. Nhớ không được bán cho ai nhá. Nhanh. Ôi trời ơi, tự nhiên sáng ra lại có một mớ tiền thế này. Đây rồi, tiền đây rồi. Ê, em chào bác, em có đủ tiền đấy rồi, em đến em lấy cái bình. À, chú, anh bảo này, có một cái vấn đề như này. Vấn đề gì ạ? Cái lúc mà chú đi lấy tiền ấy, tự nhiên anh ngồi anh nghĩ lại, anh nói thật là bán hai cái bình này anh tiếc quá. Anh nói thật, anh dày công lắm anh mới tìm được hai cái bình này. Thôi anh có ý kiến như này nhá. Bác buồn cười nhờ, người lớn với nhau rồi bác làm trò đấy. Thôi chú cho anh gửi lại 2 triệu tiền chú đặt cọc, còn cái bình này nói thật là anh không bán được. Không được, người lớn với nhau mà bác lại chơi cái trò này. Bây giờ bác lại giả tiền cho em. Em thích nó lắm rồi. Anh thôi bây giờ chú đợi anh tí. Đây rồi. 2 triệu đặt cọc của chú anh gửi lại chú nhá. Vâng. Bây giờ anh đưa thêm chú 5 triệu nữa, coi như là anh bồi thường cái chuyện thất lý, được chưa? 5 triệu. Thôi được rồi, 5 triệu đưa đây. Ừ. Lần sau đừng làm như thế nữa nhá. Ừ. Chỉ một lần nữa đây nhá. À, rồi anh hiểu. Thông cảm cho anh nhá. Rồi. Thế đi nhá. Lần này rồi đấy. Trời ơi. Ôi giời, thế là sắp có một đống tiền rồi. Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi. Xin chén nước. Mình ơi, tôi bảo này. Chuyện gì? Mình sắp giàu to rồi. Sao mà giàu to? Mình có biết cái đôi bình này này anh mua bao tiền không? Bao nhiêu? Có 8 triệu đồng. Mà bây giờ có người giá anh 25 triệu đấy. Thế hình dáng cái người mua này nhìn như thế nào? Đầu tiên là như thế này. Có một cái thằng béo béo to to. Nó đến nó đòi mua chỉ một chiếc bình thôi. Mà nó giản 10 triệu. Tôi đã sướng rút người rồi. Nhưng mà lúc sau nhá, lại còn có một cái thằng đen đen hôi hôi. Nó đến nó đòi mua 2 cái bình này của ông với giá cao đúng không? Chuẩn luôn, 25 triệu. Ôi tôi chết rồi, thì chắc chắn là ông bị lừa rồi. Ê, lừa nào, bà cứ nói luyền thuyền. Tôi chắc chắn là ông bị lừa. Vừa rồi á, tôi thấy hai thằng ấy bị bắt lên ủy ban vì nó lừa nhiều người như thế này rồi. Ôi trời, thế bây giờ mình như thế nào? Ôi trời, còn làm như thế nào nữa, lên ủy ban trình báo. Sáng ngày ra, bực hết cả mình lên. Sao thế mình? Ôi dồi ôi, còn sao nữa? Mình có nhớ cái con Liên béo vợ thằng Hợi ở đầu xóm nhà mình không? Liên... Nhớ, đấy, nhớ. Cả hai cái vợ chồng có như mặt dày mày dạn đấy. Nhưng mà có chuyện gì? Lại người đâu mà lại tham như thế cơ chứ lị. Khổ quá, nhưng có chuyện gì? Em nói cho mình nghe, em với nó cùng vào mua thịt. À. Em đưa tờ 50.000, nó đưa tờ 20.000. Thế đến lúc bà bán thịt bà phải trả lợi em đúng không? Thế đến lúc mà bà đưa cho em, bà đưa nhầm sang cho nó. Thế mà cuối cùng nó cứ cầm ngoan ô xong nó đi. Thế mình xem được nó có tham không có chứ lị. Ui giời. Bực cả mình làm được. Thôi, gớ mình. Cái vợ chồng nhà Liên Hợi đấy thì ai chả biết là vợ chồng nó đầu gấu chảy bửa như thế nào. Mình dây nó làm gì? Tốt nhất nhá, lần sau ấy, vợ ra chợ, nhìn thấy con đấy, tránh ra cho lành.
Tránh ai ạ? Ôi trời ơi, chú Hợi. Ôi chú Hợi đi ạ. Dạ vâng ạ. Sao chú thiêng thế chứ lì? Mà chú Hợi này, buổi sáng tôi có đòi cô Liên tiền thịt đâu. Không phải vì chuyện đấy. Chẳng lẽ hàng xóm láng giềng lại không sang thăm nhau được ạ? Hai bác uống nước đi. Mời chú. À đấy, nhắc em mới nhớ. Hôm nọ em sang đây em có quên cái gì ấy? Quên á? Đây nè. Có quên cái gì đâu nhỉ? Hôm chú đang chơi chú đi người không mà có quên cái gì đâu. Phải rồi, chú quên quả trứng. Bác cho em xin lại con gà. Để chị đi chị lại. Con gà. Sao đập quả trứng lại con gà? Sao quả trứng lại con gà là như nào chú? Dạ vâng, quả trứng thì nó phải nở ra con gà chứ ạ. Các bác cho em xin lại con gà. Sao ở đâu chú ra mà lại có cái chuyện vô lý như thế được? Để quên quả trứng thì phải lấy quả trứng chứ sao lại đòi con gà? Sao lại vô lý được thưa bác? Quả trứng ấy thì nó nở ra con gà, đấy là lẽ tự nhiên. Ê, bây giờ em sang xin con gà đấy là đúng rồi còn gì nữa. Này, mà vừa nãy nhá, em vào trong cổng nhá, thấy tiếng chiếp chiếp đích thị đấy là tiếng con gà con nhà em. Chú, hai bác cho em xin lại. Chú quá đáng đâu mà vừa thôi. Chú quá đáng quá đấy. Ở đâu ra mà có cái chuyện mà cứ ép người như thế. Quá đáng đúng không ạ? Hai bác có cho em xin lại không ạ? Có cho em xin lại không? Chú ra mà lấy đi. Dạ vâng, em cảm ơn hai bác. Thôi em xin phép đây, em về ạ. Cảm ơn hai bác. Chú lại nhà. Dạ vâng. Chào hai bác. Sao lại có cái loại người ở đâu mà lại trơ trẽn như thế đấy? Cái loại cùn gì? Người ta có cái câu là thế gian được vợ hỏng chồng, đây được cả đôi. Kinh khủng. Cái gì đấy? Này. Cái túi trứng này của ai đấy? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi mình ơi. Cái túi trứng này của ai đấy? Ôi giời ơi, nó để lại cả một bọc trứng này. Thế có nghĩa là mục tiêu của nó là đàn gà. Ôi giời ơi, không đâu mình ơi, mình không chịu đâu. Thì nó cứ sang cái này thì nó về lấy hết cái đàn gà của em mà. Cái vợ chồng nhà này quá đáng thật đấy. Bây giờ phải làm thế nào chứ? Mình ơi, không sao, tôi đã có cách rồi. Em chào hai bác. Chào chú ơi. Rồi. Sao anh chị lại đứng hết ở đây thế này ạ? Đợi chú. Đợi em. Thế anh chị biết hôm nay em sang đây để làm gì không ạ? Anh biết. Hôm nay chú sang để lấy chiến lợi phẩm hả? Hai anh chị thông minh quá. Dạ hai anh chị cho em xin đặt gà. Gà nào? Đàn gà nào nhỉ? Hôm nọ em sang đây em để quên chục trứng đấy. Đúng rồi. Dạ. Hôm nọ là chú có quên chục trứng ở đây. Vâng. Anh biết thế nên là anh chăm sóc rất cẩn thận. Ui, nó nở hết rồi. Nở hết rồi. Hay quá. Nhưng mà nó không phải là trứng gà. Không phải trứng gà. Trứng gì ạ? Nó là trứng vịt. Ôi trời ơi, gà vịt không quan trọng. Thảo nào khi em vừa vào cổng ấy nhá, nghe thấy tiếng quạc 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 quạc. Bác cho em xin lại đặt vịt ạ. Chú đi ra đây. Anh bảo này. Dạ. Nhưng mà cái loại trứng chú mua ấy, nó lại không phải là trứng vịt thường. Ui, tức là vịt cỏ đúng không ạ? nó là cái vịt gì mình nhỉ? Nó là trứng vịt rời. Vịt rời ạ. Thế vịt của em đâu? Thì trứng vịt rời nên là nó bay lên rời rồi. Bay lên rời. em hiểu rồi. Dạ thôi, em chào các bác. Chú về nhá. Được lắm. Thua kèo này ta bảy kèo khác. Dạ, được đấy, được đấy. Em hơi bị được của nó đấy. Mình ơi. Làm cái gì mà chưa thấy người đã thấy tiếng thế? Bà đứng tử tế cho tôi xem nào. Hả? Bà ngồi như cái con gà dù ấy. Ông đi. Thế có chuyện gì? Phòi tiền cho tôi để tôi mua đôi gà trọi nhà ông Long Chột. Này, ông đừng tưởng là ông chiếu cố ông lấy tơi xong bây giờ ông về ông hoạch sách ông thích gì là được nhá. Này tôi nói ông nghe bây giờ nhá. Phi công trẻ là máy bay bà già đang là mô đen đấy. Thế bây giờ tóm lại là tôi bảo là bà đưa cho tôi ít tiền để tôi đi mua gà bà không đưa đúng không? Làm gì còn nữa? Bà không đưa tiền đúng không? Làm gì có mà đưa. Đồ. Làm gì đấy? Úi giời. Riêng bà không đưa tiền nhá. Cái nhà này tôi đập luôn. Ôi ông ơi, tôi xin ông đập lấy gì mà ở. Làm sao thế? Tôi hỏi bà nhá.
Bà suốt ngày bà cắm đầu vào cái đít gà này, bà có biết cái gì không? Bà không đọc tin tức à? Hả? Tôi bảo bà nhé. Cái khu đất ở đầu thôn nhà mình ấy. Nhá. Nó sắp trở thành là cái khu công nghiệp rồi đấy. Nghĩa là? Mà những nhà nào có đất ruộng ở đấy sẽ được đền bù, bà hiểu không? Mỗi xào ngót nghét là mấy chục triệu đây. Ôi, thế có nghĩa là nhà mình sẽ được bồi thường á? Ừ. Đưa bố đây, tôi đập luôn. Thôi. Sao? Từ từ, cái chuyện đập nhà thì để chiều đập được nhá. Nhưng mà thôi bây giờ cứ đưa tiền để tôi đi mua gà đã. Đưa luôn. Ừ. Bây giờ tôi với ông lên trên phố, đúng không? Lên làm gì? Bên đấy nó đang giảm giá nội thất, bây giờ tranh thủ hôm nay mình mua. Đúng rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đúng là mình ơi, mua sắm sướng thật. Trời ơi. Tôi thích cái cảm giác là mình cứ chỉ tay năm ngón, thích cái món đồ gì thế là người ta xong lại mang đến cho mình. Em nói thật cho mình nghe nhá, là từ thuở bé giờ chưa bao giờ em được trải qua những cái giờ phút mà sung sướng như thế. Tôi bảo nhá, tí nữa mà người ta chuyển đồ đến cho mình ấy, người ta gọi điện một phát nhá. Bà phải ra tận cổng làng đón người ta, rồi dẫn người ta đi quanh cái làng này xong mới về nhà mình nhá. Anh chị, chú Dũng à? Chào chú. Chị. Chào chú. Bầu đức. Nhìn thấy anh chị vui vẻ như này ấy, là em biết ngay ấy, anh chị vừa nghe thấy tin là sắp được đền bù đất ruộng đúng không ạ? Chính xác. Em sang đây để thông báo cho anh chị một tin. Tin gì đấy? Này. Có phải là người ta đền bù nhiều hơn đúng không? Đúng là cao hơn. Đấy. Ở bên xa bên. Cái gì? Thế có nghĩa là không bồi thường bé xã mình á? Thế bây giờ mua sắm vay hàng trăm triệu đồng để mua, thế bây giờ tôi hỏi bà phải làm thế nào? Thế bây giờ tôi hỏi ông phải làm thế nào? Bây giờ tôi hỏi cậu phải làm thế nào? anh chị bình tĩnh, hào hoảng ngồi xuống. Từ nãy đến giờ em nói đùa đấy ạ. Trời ơi. Nhà đông này ác thế chứ lại đùa gì mà đùa ác thế. Em nghe tin hết cầu. Và đúng như anh chị dự đoán là giá sẽ được đẩy lên cao. Em vui quá, sang bên này rủ anh chị đi mua sắm. Đấy, tôi bảo mình sẽ được đền bù nhiều. Đi mua sắm anh chị ạ. Thôi. Chú đùa anh làm cho anh đi hết từ cái cảm xúc này đến cảm xúc khác. Thôi, để hôm khác em đi mua sắm nhá. Thôi, okay. chú về đi nhá. Chú về. Quá rồi. Thôi, bây giờ ngồi thẳng lên nghe tôi nói này. Vợ chồng mình có khi lại phải bàn phương án khác. Phương án gì nữa? Như thế này nhá, tiền bồi thường cao hơn này, mình lên thêm một tầng nữa. Lên thêm tầng nữa? Lên thêm một tầng nữa cho em. Ôi, nhưng mà thôi. Bây giờ nếu mà muốn nhá, mình đầu tư luôn con bốn bánh đi cho sướng. Ôi trời ơi, đúng rồi, tại sao em không nghĩ ra? Anh chị ơi. Gì? Em đến báo với anh chị một tin. Tin gì? Đấy là chuyện đền bù ruộng đất ý. Tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Thôi ông ơi. Lại bố. Mệt lắm rồi. Ông đùa vớ, đùa vẩn. Lừa người ta một lần thì còn được chứ, lừa 2-3 lần vẫn một cái bài đấy. Về đi. Mệt hết cả người. Anh chị không tin em cái gì ạ? Tin cái gì? Làm sao mà phải tin? Thôi được rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Báo con chú ý. Hiện nay trong thôn đang có tin đồn về chuyện khu ruộng đầu thôn sẽ được trở thành đất khu công nghiệp. Tin đồn này là không có thật. Vì vậy yêu cầu bà con ngừng bàn tán chuyện này để tránh ra bất trật tự do gió. Như thế có nghĩa là tin đồn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!